đây, phương đây. Các bạn thấy tụi đang đi giữa trời nắng không? Trời ơi, đấy, đi xong là về cả mặt tan tành luôn mọi người. Cái cơ địa của mình mỗi khi mà gặp thời tiết nắng nóng á, là về y như rằng mọc một đống mụn lên luôn, mụn ẩn tùm lum hết. Mọi người không thấy tại vì đang makeup thôi, nhưng mà bây giờ mình sẽ tẩy che cho mọi người xem này. Bình thường thì mình hay dùng sáp hoặc là dầu tẩy che, nhưng mà do cái mặt của mình nó đang lên mụn ghê quá, cho nên mình phải dùng cái nước tẩy che dành cho da mụn sạch sâu này của nhà La Roche-Posay. Cái lý do mà mình bị mọc mụn nhiều hơn vào những cái mùa nắng nóng là vì cường độ hoạt động của cái tia UV nó lớn và nó khiến mình đổ mồ hôi cũng như là dầu nhờn nó tăng tiết nữa, nhất là những bạn da dầu ấy. Song song đó thì bên trong cái cơ thể chúng ta nó cũng bị tích tụ nhiệt động á mọi người. Cho nên khi mà mình dùng cái nước tẩy chai sạch sâu này á, thì nó không chỉ lấy đi cái lớp trang điểm mà nó còn lấy đi những cái bã nhờn, những cái mồ hôi hay là những cái hạt bụi khi mà mình đi đường á mọi người. Cái gel rửa mặt Oragi này cũng là một sản phẩm dành cho da mụn, nhưng mà những cái lúc mà mụn nó kinh khủng á thì mình hay dùng cái sữa rửa mặt gel của nhà La Roche-Posay luôn, bởi vì nó sẽ chuyên về cái việc mà chăm sóc cho da mụn mà kiểu bị nặng ấy. Mình sẽ không nói về những thông tin mà các bạn có thể đọc được, tìm hiểu được ở trên mạng, mà mình sẽ nói về cái cảm nhận của mình khi mà dùng cái sản phẩm này nha. Thứ nhất, khi mà rửa mặt xong á thì mình sẽ cảm thấy thông thoáng được từng cái lỗ chân lông luôn, nhưng mà không phải sạch kín kít khiến cho da mình bị khô đâu. Khi mà da đang lên mụn á thì nó sẽ tiết dầu rất là nhiều, và mình rất là ghét cái cảm giác rửa mặt xong mà nó vẫn còn nhờn ở trên mặt á, thì cái sản phẩm gel rửa mặt này nó không có làm mình thất vọng một chút nào luôn. Trong cái em này thì nó sẽ có kẽm kháng khuẩn, kháng viêm cũng như làm dịu da và giảm dầu thừa, cho nên những bạn nào mà da đổ nhiều dầu hay là đang lên mụn viêm á thì các bạn có thể tham khảo cái loại gel rửa mặt này. Và ngoài ra thì nó còn có thể sử dụng cho body nữa, như kiểu bị mụn lưng, bị viêm nắng lông lưng này nọ thì các bạn cũng có thể sử dụng nha. Đến đây thì mọi người hiểu cái lý do tại sao mình lên story khóc thét bởi vì dạo này da mình nhiều mụn quá không? Nếu như bây giờ mình không bắt đầu chăm cũng như dưỡng nó lại là coi như cái mặt mình nó be bét luôn á mọi người. Thật ra mình rất là ngại khi mà quay cái mặt đầy mụn như thế này, nhưng mà mình muốn chia sẻ với mọi người từng ngày mình dưỡng ra sao và cái kết quả sẽ như thế nào để mọi người có một cái niềm tin về cái việc dưỡng da hơn ấy. Nói chứ mụn thì mụn ai chẳng stress đúng không? Nhưng mà chúng ta cứ thoải mái đi mọi người à, không sao đâu. Mình còn bị mọc mụn cơ mà. Chúng ta sẽ nghĩ chăm sóc cho làn da mụn thì còn rất là nhiều sản phẩm, nhưng mà không, sau khi mà Phương dùng cái toner xong ấy thì Phương sẽ dùng ngay cái em này. Nhìn chắc mọi người cũng biết đây là gì rồi đúng không? Đây là cái em kem trị mụn cũng của nhà La Roche-Posay luôn. Trong này thì nó sẽ có niacinamide này giúp kháng viêm, làm dịu da, đặc biệt là những cái nốt mụn đen sưng lên của mình ấy. Ngoài ra nó cũng sẽ có khả năng kháng khuẩn và ngăn ngừa những cái hoạt động của vi khuẩn có hại cho da. Cái kem này thì mình sẽ sử dụng sấy một lần, tối một lần. Trộn vía thì mình dùng em này khá là ok, không có bị khô da, cho nên nếu như bạn nào mà dùng em này xong cảm thấy bị khô da thì nhớ bôi thêm một cái lớp kem dưỡng nha. Mọi người có thể thấy khi mà bôi lên thì nó thấm rất là nhanh đúng không? Nó cảm giác mịn cái da và không bị bóng dầu cũng như là bị nhờn dính ở trên da. Mình rất là quan trọng cái việc thông thoáng cho da của mình khi mà đang mọc mụn, cho nên mình sẽ tới bước này thôi là dừng. Và các bạn đợi mình cập nhật kết quả sau 3 ngày nhé. Và trong quá trình này mình sẽ hạn chế trang điểm hết mức có thể. Và sắp tới thì mình sẽ có những ưu đãi siêu xịn độc quyền dành cho những bạn nào thích những sản phẩm của nhà La Roche-Posay luôn, cho nên các bạn đợi nhé.